chị nào mà da đang bị sạm và đen lại trong cái mùa nắng nóng này thì nhất định là phải xem hết cái video này của em nha. Bởi vì là đây là một trong những cái lý do mà khiến cho da của các chị trong mùa này nó sạm rất là nhanh. Đó chính là các chị sử dụng kem chống nắng sai cách. Tại sao em lại nói như vậy? Có rất nhiều chị có một cái thói quen, đó chính là khi mà bôi kem chống nắng là bôi một phát là từ sáng cho đến tối luôn. Nhưng mà cái đó là một cái trong những cái yếu tố sai lầm để làm cho cái da của các chị nó sẽ dễ bị sạm. Đặc biệt nữa là các chị dùng kem chống nắng sai, chọn kem chống nắng sai. Trong kem chống nắng đó mà nó không có thành phần kết hợp giữa hóa học và vật lý thì nó sẽ đã không bảo vệ được tối ưu cho da các chị rồi. Và trong kem chống nắng đó nó lại không có thành phần là dưỡng da cho các chị nữa thì các chị sẽ rất là dễ bị xỉn màu da. Và một cái mà em muốn lưu ý ngày hôm nay nhấn mạnh với các chị ở đây, đó chính là khi mà các chị bôi kem chống nắng ấy thì các chị cần phải 3 cho đến 4 tiếng các chị cần phải rửa mặt đi và các chị bôi lại một lần giúp cho em, thì da nó sẽ hấp thu được cái dưỡng chất tốt nhất và